cái thẻ thì bảo em lấy thêm thẻ nhá. Thế thì nó báo như nào? Thế thẻ thì nó rồi, cứ để thôi. Nghe nhạc, xem phim.
1m65 không ạ? À? 1m6 không ạ? À? Trở thành một doanh
37 mà. Thì lúc nào? Năm số báo danh 13. Cô chứng hợp điểm là gì? Hoàng Thị Ngọc Linh. Đến từ chi đoàn 11A5. Đến tình. Ôi trời ơi, tóc mặt tử quét rồi. Cô Văn Thanh. Chẳng liên quan nhá. Lớp nào đây? Đi hùng 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 cái gì? Học ra năm. Đi hùng 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 cái gọi. Cô gì? Đáng không dám ăn gái đâu. Thích đi du lịch. Ước mơ của bạn. Cô tình mà này sao thì cô tình ra chắc chắc. Không phải à, không. Còn tình là người à. Là Thị Ngọc Linh. Có sở thích ra phim. Vừa đi à? Quan ca hát. Đi du lịch. Ước mơ của bạn sau này muốn trở thành một người diễn viên du lịch. Không quen đi cô. Lớp môn sinh ấy. Những cái áo phép của xem nhà ở không thể nghe ca nhạc tới rồi. Cô đang chửi chó. Lại chấm tiếp à? Cô nhớ lại. Lại chấm đây này. Cô đang chửi chó.
trò chuyện nữa rồi. Trang là đi trang điểm lâu còn một lớp ở đây mày dập bánh băng mấy khảo không để ý trừ lớp mấy đi này trừ một điểm trừ một điểm chửi tí nó khóc lên đừng có nói chuyện. Thế nào? Thế nào này vâng, đang tiến ra sân khấu đó là thí sinh mang số báo danh 16 Hà Văn Thành và Nguyễn Thị Hương. Hà Văn Thành và Nguyễn Thị Hương đến từ chi đoàn lớp 11 A 3 bộ gì bộ đúng bộ của cô Tô Ma. Hà Văn Thành và đọc truyện tranh đúng không các giống cô giáo nhỉ. Còn đi du lịch luôn của bạn sau này là một công việc ổn định. Sở thích của bạn Nguyễn Thị Hương là ca hát, xem phim, đi du lịch, đi chơi cùng bạn bè, đọc truyện tranh. Ước mơ sau này của bạn muốn trở thành cô giáo dạy nhạc. Cô giáo dạy nhạc. Thôi được rồi, có ngay rồi, có ngay kết quả rồi. Con trai chúng làm cái việc sửa số này nó nhanh. Vâng, xin cảm ơn phần thể hiện của các thí sinh ngày hôm nay. Vâng, mỗi thí sinh để mang đến cho chúng ta một vẻ đẹp riêng đúng không ạ? Một phong cách trình diễn là riêng đúng không ạ? Và ngày hôm nay bạn đã nói chuyện với tôi thật là đẹp đúng không ạ? Vâng, vâng, xin mời sự tiếp xúc của các thầy cô trong ban giám khảo. Xin mời cô Trương Thị Minh Châu. Cô có nhận xét gì về phần trình diễn vừa rồi? Vừa xét chung không cần đâu, không cần đâu, mất thời gian, mất thời gian. Vâng, xin mời cô Trương Thị Châu. Cô có nhận xét gì về các phần trình diễn vừa rồi? Tôi chẳng có nhận xét gì. Và cô có ấn tượng nào nhất đối với cặp thí sinh nào? Ai nhận xét như vậy bao giờ? Nói ra câu giờ. Cho ca nhạc. Bảo nó cho hát. Hát đi. Ừ. Vấn đề đang chờ thay ra phục vụ. Bảo ai hát đi. Cho hát. Vâng, cô có ấn tượng nào với cặp thí sinh nào và cô có nhận xét gì về với phần trình diễn của các thí sinh vừa rồi? Thay mặt cho ban giám khảo thì cô có cảm nhận như thế này về các phần thi của chúng ta trong phần trang phục bắt buộc. Đó là các em đã rất là tự tin và chọn cho mình những trang phục khá phù hợp. Tuy nhiên là cô rất mong là ở những phần thi sau, một số cặp đôi chúng ta sẽ tự tin hơn trong phần thể hiện của mình. Vâng, xin cảm ơn các đồng chí trong ban giám khảo. Vâng, tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi năng khiếu, phần thi tài năng, một phần thi đánh giá là rất là hoành tráng, rất là công phu của các thí sinh. Và cũng xin được thông báo là lớp 11 A5 chúng ta khẩn trương tập trung nhạc về phía cho ban tổ chức và lớp 11 A5 mà sẽ thi đầu tiên. Và hôm nay là lớp 11 A5 chưa thi có nhạc, để ý là lớp 11 A5 không phải đâu, bảo nó là trong những cái xen kẽ này nó cho một tiết mục văn nghệ, đừng có cho nhận xét. Không, văn nghệ bây giờ không chuẩn bị kịp rồi. Anh Quỳnh Anh đâu nhỉ? Vấn đề là Quỳnh Anh chưa đến. Đây, đây. Ê, mày chết riêng lắm, mày ở đâu ấy? Đi đây hả? Về phía sau cánh đà. Không có chỗ nào ngồi cả, mày ở đâu? Cho nó chen lên nó ngồi ghế đá. Vâng, phần thi tự chọn, phần thi tài năng của chúng ta sẽ diễn ra sau đây. Và xin mời thầy cô cùng các em cùng hướng lên sân khấu với phần thi đầu tiên. Bây đến phần thi năng khiếu hay là cái gì đấy ạ? Trong một tự chọn hay là cái gì ạ? Năng khiếu mới khó chấm thế này. À, xin mời cô Sinh khẩn trương về phía sau cánh gà để xem vào cái nhạc của lớp Linh ở đâu. Ban tổ chức đã thông báo tới tất cả các thí sinh từ đầu rồi và cũng thấy được vậy để giao cho chương trình diễn ra được tiếp tục, đề nghị là các thí sinh khẩn trương.
2-3 giờ. 2-3 giờ tí nữa tập trung ở dưới nhà em để xem bà đi mua bán cái gì nhá. À thì em chưa ăn được. Thì ăn nha, hay là anh ngỗng cái thứ đi. Anh hỏi anh ngỗng cả bách đeo thứ. Tối chỉ đi về mà. Tối là không biết về mà. Ok. Bọn anh mua gà đi. Sân chèo quả này không muốn đi. Vâng, vì lý do về âm thanh nên là chúng ta sẽ bước vào phần thi tài năng như sau. Vâng, xin mời thầy cô cùng thầy các em cùng hướng lên sân khấu với phần thi tài năng của cặp thí sinh đến từ chi đoàn lớp 11A5 với số danh 13. Xin mời. Nhiều lắm, cái này nhiều lắm đấy. Năng khiếu này, phong cách biểu diễn này, phụ họa này, trang phục này, đảm bảo thời gian.